Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lực cầu yếu, dệt may Việt Nam tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm. Nhiều các cái đơn hàng lỗ cũng vẫn phải nhận. Nhận để mà nuôi công nhân. Nhận để mà đảm bảo cho công nhân có việc làm. Cập nhật hiệu quả của hình thức đăng ký xe qua mạng internet tại thành phố Hồ Chí Minh sau 10 ngày thông báo áp dụng. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau chính là cách sinh tồn của những người vươn khơi bám biển. Mở đầu bản tin sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Năm nay dù thiệt hại lớn do thiên tai khốc liệt, tuy nhiên thì kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm vẫn ước đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Đặc biệt năm nay đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong xuất khẩu rau quả. Lần đầu tiên rau quả vượt qua các mặt hàng gạo, đạt kim ngạch xuất khẩu lên tới 2,4 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó thì các mặt hàng cà phê, hạt điều, hạt tiêu hay thủy sản cũng có kim ngạch tăng cao. Ngược lại với tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản thì tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may năm nay đã không đạt được mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 5,2%, thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây. Tổng cầu thế giới yếu, giá sản phẩm giảm đang là một trong những nguyên nhân khiến cho không ít các doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn. Một chuyền may, trước đây có 6 người ngồi, nhưng nay chỉ một người. Cả nhà máy trước có 600 người làm, nay chỉ còn hơn 100 người. Gần nửa số máy móc không hoạt động. Theo đại diện doanh nghiệp, tình trạng nhà máy không có đủ đơn hàng kéo dài cả năm nay. Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc là ba thị trường truyền thống nhưng năm nay không có lấy một đơn hàng. Giờ chỉ trông chờ vào thị trường Nhật mà số lượng đặt lại rất ít. Nhiều các cái đơn hàng lỗ cũng vẫn phải nhận. Nhận để mà nuôi công nhân. Nhận để mà đảm bảo cho công nhân có việc làm. Nhận để duy trì nhà máy. Khó khăn không chỉ đến với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà ngay cả các công ty lớn cũng gặp nhiều bất lợi. Các nhà nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu đều có xu hướng giảm lượng nhập khẩu ở Việt Nam và tìm đến thị trường có lao động và thuế quan rẻ hơn như Bangladesh, Myanmar hay Campuchia. Ví dụ như khách hàng thường đặt trước 6 tháng đến trước 3 tháng, nhưng hiện nay các đơn hàng nhiều khi chỉ trước được 2 tháng và thậm chí có những đơn hàng chúng tôi còn nhận trước chỉ có khoảng 45 ngày. Và đây là một trong những cái rất là khó khăn cho việc sắp xếp cái kế hoạch sản xuất. Còn một số khó khăn khác của ngành dệt may là chính sách giữ tỷ giá của đồng Việt Nam ổn định hơn so với một số ngoại tệ đã khiến hàng hóa Việt Nam trở nên đắt hơn các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, Ấn Độ. Nhân dân tệ Trung Quốc đã phá giá gần 11%. Tiền Ấn Độ cũng phá giá 12%, Indonesia cũng phá giá trên 12%, Malaysia phá giá tới 20%. Thì đây là những động thái rất quyết liệt của các quốc gia xuất khẩu để giúp cho cái giá từ các đơn hàng sản xuất tại nước họ xuất sang các thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ, rẻ đi so với Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, doanh nghiệp Việt còn bị bủa vây bởi nhiều loại thuế phí. Công suất giải tỏa hàng hóa ở các cảng của ta nói chung đều chậm. Thứ hai là chi phí. Chi phí ví dụ như là 40 feet từ Hà Nội xuống Hải Phòng bằng đường cao tốc mới thì đắt hơn một chút so với cả đi từ Hải Phòng sang Nhật. Trong bối cảnh khó khăn chung, con đường duy nhất của doanh nghiệp dệt may Việt Nam là đẩy mạnh marketing, tìm kiếm khách hàng mới, rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Upcom là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được thành lập từ năm 2009 và đến nay thì thị trường Upcom ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trung bình một ngày thị trường đón nhận 2 đến 3 công ty đăng ký giao dịch. Tuy nhiên thì thanh khoản vẫn là một bài toán khó đối với các cổ phiếu tại sàn này. Hơn 400 doanh nghiệp đang giao dịch trên sàn, giá trị vốn hóa đạt hơn 300.000 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần giá trị vốn hóa của sàn Hà Nội. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch lại chỉ đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 23% giá trị giao dịch tại HNX. Khối lượng giao dịch trên Upcom chỉ tập trung vào một số ít cổ phiếu. Theo một thống kê, số cổ phiếu không có giao dịch trong một tháng tại Upcom lên đến 143 cổ phiếu. Như vậy, mặc dù quy mô vốn hóa tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp lớn, nhưng thanh khoản của Upcom vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân là các nhà đầu tư còn e ngại về sự minh bạch thông tin. Chúng ta phải tăng cường cái tính công khai minh bạch trên sàn Upcom thông qua những cái quy định về công bố thông tin
hoặc là cũng tuyên truyền để cho các doanh nghiệp trên sàn Upcom họ ý thức được và họ hiểu được cái giá trị của quan hệ công chúng và quan hệ với nhà đầu tư. Ngoài ra, việc nghiên cứu cho phép một vài doanh nghiệp tốt trên Upcom được sử dụng margin cũng đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và đề xuất. Cái quan điểm là cho phép margin ngay đối với một số cái doanh nghiệp ấy, thì trong cái dự thảo trình Bộ Tài chính ấy, thì chúng tôi cũng có thể cân nhắc cho phép một vài cái doanh nghiệp lớn cổ phần hóa gắn với cái việc đăng ký giao dịch trên Upcom thì có thể cho phép lựa chọn một vài cái để cho áp dụng cái margin. Đa phần các doanh nghiệp lên Upcom là các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa với tỷ lệ vốn nhà nước cao. Lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường là rất ít. Vào thời điểm này, Upcom rất cần các giải pháp để thúc đẩy lực cầu, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong những năm tới, mỗi năm sẽ đưa ít nhất 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đó là một trong những mục tiêu mà tỉnh Đồng Tháp đặt ra nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động vốn đang dư thừa của địa phương. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương trên cả nước đã tiến hành thí điểm triển khai đăng ký xe ô tô và mô tô qua mạng Internet. Sau 10 ngày thông báo áp dụng hình thức đăng ký này thì thời gian đăng ký cấp biển số xe sẽ được rút ngắn rất nhiều cho cả người đi đăng ký và các cán bộ đăng ký. Đã thực hiện khai báo hồ sơ đăng ký xe qua mạng nên khi tới phòng cảnh sát giao thông, anh Tân chỉ cùng cán bộ nghiệp vụ thực hiện rà soát, đối chiếu lại các thông tin, đóng lệ phí là có thể nhận giấy tờ biển số. Qua mạng thì nó nhanh hơn là mình phải cầm hồ sơ lên đây rồi cán bộ trên đây phải nhập tên, số khung, số máy. Thao tác để đăng ký cấp biển số qua mạng, người dân chỉ cần truy cập địa chỉ đăngkyxe.vn và thực hiện nhập thông tin, chọn lịch hẹn. Đến ngày hẹn thì chủ xe mang xe và các giấy tờ liên quan đến điểm đăng ký nhận biển số. Cái hệ thống thông tin điện tử cũng hướng dẫn bao gồm những các loại giấy tờ gì và người dân sẽ mang theo những giấy tờ gì đến khi cơ quan đăng ký xe. Hiện tại, việc đăng ký qua mạng đang được áp dụng thí điểm cho hai địa phương là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành chức năng cho biết khi hệ thống vận hành hoàn thiện sẽ tiến hành triển khai trên toàn quốc trong thời gian sắp tới. Hôm nay 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam. Hiện nay dân số nước ta là khoảng 93 triệu người, dự kiến 10 năm nữa sẽ đạt 100 triệu người. Một trong những hiện tượng nổi lên là những năm gần đây là tỷ lệ người di cư nội địa tăng cao. Theo kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 mới được công bố, trong 5 năm gần đây, tỷ lệ người di cư chiếm gần 14% tổng dân số. Vùng Đông Nam Bộ là nơi có tỷ lệ di cư cao nhất nước, chiếm hơn 29%. Hơn 80% người di cư ở giai đoạn vàng của tuổi lao động. Đây là nguồn lực lao động dồi dào cho những thành phố họ định cư. Ở một khía cạnh khác thì người lao động nhập cư chấp nhận cả những công việc lặt vặt với mức thu nhập không quá cao. Theo nhiều chuyên gia thì lao động nhập cư có những đóng góp nhất định cho xã hội. Nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Minh Đức vừa hoàn thành bộ ảnh về người di cư nội địa cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Anh cũng đã có nhiều năm chụp ảnh người lao động tự do và nghiên cứu về các vấn đề xã hội. Bây giờ một ngày chúng ta không có những người lao động di cư thì tôi nghĩ rằng những cái hoạt động xã hội của hoạt động lao động và xã hội của các thành phố đó sẽ bị tê liệt. Sẽ không còn những người mà làm những công việc chuyên chở rồi là vận chuyển. Những gia đình ở thành phố nếu chỉ cần thiếu 1 đến 2 ngày người không có người giúp việc thì mọi cái trong nhà đã lanh tanh bành lên rồi. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, di cư là một quá trình tất yếu, mang lại lợi ích cho chính người di cư, cho gia đình và cả xã hội. Thông qua những bức ảnh thì tôi có thể tưởng tượng họ là người như thế nào, cuộc sống của họ ra sao. Những bức ảnh đã thể hiện sự nỗ lực vì xã hội của những người di cư bằng nhiều cách khác nhau. Những người sống ở thành phố thì làm việc và giúp đỡ những người ở quê. Những người ở quê thì hỗ trợ bằng cách là trông nom con cái nhà cửa. Đó là một mối tương giao, là vòng quay cuộc sống. Cũng theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cộng đồng người di cư đóng góp 7% giá trị tăng trưởng kinh tế mỗi năm ở Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Tờ El Ramtan của Algeria trích lời phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cụ thể trong buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp của Algeria tuần qua. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ đã khẳng định Việt Nam và đặc biệt là cá nhân ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Algeria trong việc đàm phán tham gia nhập WTO. Đại sứ Phạm Quốc Trụ nguyên là phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh WTO. Ông mong muốn đóng góp hơn nữa nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Algeria phát triển. Tờ Financial China của Trung Quốc dẫn nguồn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc chiếm 70,4% thị phần xuất khẩu hoa quả của Việt Nam, trở thành thị trường tiêu thụ hoa quả lớn nhất của Việt Nam. Sau đó là Hàn Quốc chiếm 3,6%. Đến hết tháng 11 thì xuất khẩu hoa quả của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đứng đầu hàng nông sản của Việt Nam, trong đó thanh long, nhãn, dưa hấu tăng trưởng nhanh. Báo tỉnh Saga của Nhật Bản đưa tin, vừa qua Trung tâm Y khoa Kosheikan của Nhật Bản đã ký biên bản hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì phía Nhật Bản sẽ tiến hành giới thiệu y học ứng dụng công nghệ thông tin cho Việt Nam, đồng thời mở các khóa đào tạo chuyên môn cho cán bộ Việt Nam. Bên cạnh đó thì hai bên sẽ đặc biệt tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực y học hạt nhân như IT hóa tia phóng xạ hay kỹ thuật số hóa phim chụp. Báo Quân đội Nhân dân số ra sáng ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát triển thị trường điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện nay, Việt Nam đang đưa lao động đi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sắp tới, phía Đức sẽ mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc chăm sóc người bệnh. Cụ thể, chương trình sẽ tuyển chọn nhân lực đủ điều kiện để đưa sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh. Tại các bệnh viện, điều dưỡng viên Việt Nam sẽ được hưởng mức lương của người lao động Đức là khoảng 2.400 euro đến 2.500 euro một tháng, tương đương với 51,5 đến 65 triệu Việt Nam đồng. Trong phần tiếp theo của bản tin, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau chính là cách sinh tồn của những người vươn khơi bám biển. Đặc sắc chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ trong ngày hội Hoa Hướng Dương. Xin được tiếp tục bản tin thời sự. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần quyết liệt triển khai giải ngân xong tiền đền bù hỗ trợ cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tập trung khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng, chậm nhất là trước Tết âm lịch để người dân bước đầu ổn định đời sống. Đồng thời các địa phương cũng cần bắt tay và triển khai giai đoạn 2, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, khôi phục sản xuất. Hành nghề trên biển, ngư dân thường xuyên phải đối mặt với nhiều bất trắc, bởi vậy mà ngư dân khi ra khơi luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau lúc gặp sự cố. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau chính là cách sinh tồn nơi nghìn trùng sóng dữ. Trưa 24 tháng 12, tại cảng cá Hưng Thái, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, con tàu vỏ sắt số hiệu BV96688TS của anh Nguyễn Thành Trung ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, lần đầu tiên cập vào, mang theo 5 thuyền viên trên tàu BV92954TS bị nạn. Ngày 18 tháng 12, tàu BV92954TS của anh Nguyễn Văn Liên ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền bị sóng lớn đánh chìm cách côn đảo 6 hải lý. Sóng nó phủ mũi cái, thì tôi không kịp gì nữa mà tôi thấy là đắm mũi luôn. Anh em chuẩn bị được mấy chiếc phao cái rồi ghe chìm tiếp thì cũng có là điện được và đảo được mấy câu thì kịp thời là ghe anh Trung đến vớt. Không chỉ cứu người, các thuyền viên trên tàu BV96688TS còn nỗ lực cứu hộ tàu và ngư cụ trên tàu BV92954TS đã bị chìm, với trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Bị tai nạn trên biển thì dù sao nữa là mình phải có cái sự cố gắng giúp và coi như là phải nhiệt tình, là coi như là phải đưa cả tàu cả người nghiệp người ta dời tàu.
tàu vỏ sắt BV-96688TS vừa được đóng và lần đầu tiên ra khơi mà lại bỏ dở hành trình. Người chủ con tàu này biết rất rõ mình đã bị mất gần 1 tỷ đồng. Trong khi hàng tháng anh còn phải trả nợ lãi 18 tỷ đồng, tiền vay đóng tàu. Đây là một con tàu được hình thành từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ. Mà chúng ta thấy nếu như một cái tàu gỗ thì không thể làm cái công tác cứu trợ hộ như thế này được. Mà chỉ có những cái tàu sắt được trang bị một cách hiện đại và lớn như thế này thì mới làm được. Thì chứng tỏ rằng là cái hiệu quả bước đầu của cái Nghị định 67 thì đã có tác dụng. Ý thức, tấm lòng của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và ngư dân cả nước nói chung đã và đang tạo nên mối gắn kết bền chặt đầy ý nghĩa giữa ngàn khơi đầy bất trắc. Chuyển sang một số thông tin văn hóa, lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua 25 tháng 12 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong năm du lịch quốc gia 2016, các địa phương đã tập trung khai thác sản phẩm đặc trưng riêng của vùng đất chín rồng, đó là du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, du lịch biển đảo. Lượng khách bình quân và tổng doanh thu từ du lịch của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều đạt tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tỉnh Kiên Giang ước tính năm nay đón 5,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 320.000 lượt, tăng hơn 31% so với năm trước. Năm du lịch quốc gia 2017 sẽ do tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức với chủ đề Sắc màu Tây Bắc. Và cũng trong ngày hôm qua 25 tháng 12, vị khách quốc tế thứ 10 triệu đã được nồng nhiệt chào đón đến Việt Nam và điểm đến là đảo Ngọc Phú Quốc. Trong những tháng cuối cùng của năm 2016, Phú Quốc đón nhận hàng loạt những dự án khách sạn cao cấp đi vào hoạt động. Đáng chú ý là hầu hết đều được quản lý bởi các hệ thống quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, giúp nâng tầm du lịch của Phú Quốc. Đây cũng là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư hạ tầng du lịch cao nhất cả nước trong năm nay. Những năm đầu thế kỷ 20 tại thị trấn Bãi Khen, Phú Quốc đã từng có một trường đại học danh tiếng hàng đầu Việt Nam, Lamech University. Và giờ, du khách có thể tận hưởng sự kết hợp của cả hai thế giới, tri thức và nghỉ dưỡng. Sau 5 năm phục dựng với tài năng của vị kiến trúc sư hàng đầu thế giới, khuôn viên trường đại học xưa đã trở thành khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 6 sao đầu tiên tại Phú Quốc, cũng là đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án Marriott Phú Quốc Emirates Bay được đặt ở vị trí được cho là đẹp nhất của đảo Phú Quốc. Với cái kinh nghiệm quản lý và cái hệ thống marketing toàn cầu thì chúng tôi rất hy vọng là dự án này sẽ thay đổi cái cảm nghĩ của khách du lịch trong và ngoài nước. Đây sẽ là một cái dự án của phân khúc hạng sang và rõ ràng là sẽ đưa lại rất nhiều cái thay đổi về thương hiệu của Phú Quốc đối với du lịch toàn cầu. Ngoài dự án của Sun Group, hàng loạt các dự án khác như là dự án 4 sao Soul Beach do tập đoàn Melia quản lý, dự án của tập đoàn Mường Thanh cũng đã đi vào hoạt động. Như vậy, chỉ trong vòng một năm qua, Phú Quốc đã đưa vào sử dụng 10.000 phòng với 350 cơ sở lưu trú mới, đa số là khách sạn 4 và 5 sao. Lượng khách đến với Phú Quốc tăng mạnh chưa từng có, tăng tới 65% so với năm 2015. Sự chỉ đạo quyết tâm của tỉnh Kiên Giang thì huyện Phú Quốc cũng nhận thức và chúng tôi cũng sẽ có cái sự nỗ lực để mà giải quyết nhanh nhất, đảm bảo cái mặt bằng tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án một cách nhanh nhất để đảm bảo góp phần cho cái xây dựng cái Phú Quốc, đặc biệt là về cái dịch vụ du lịch. Tốc độ phát triển Phú Quốc khá cao là nhờ các doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch. Tuy nhiên, để thu hút các nhà đầu tư thì chỉ lợi thế tự nhiên thôi là chưa đủ, mà còn cần sự sát cánh của chính quyền địa phương với các nhà đầu tư. Phú Quốc không có vật liệu xây dựng gì cả trên Phú Quốc cả. Toàn bộ là phải từng đất liền trở ra, rồi cảng do đó là về hệ thống cảng để tiếp nhận thế này thế nào, đường giao thông để tiếp nhận thế nào, phương tiện vận tải ra sao, tất cả những này thì về mặt nhà nước thì mình sẽ, cái nào của nhà nước đầu tư thì nhà nước phải lo, còn cái nào mình xã hội hóa được thì xã hội hóa, thì cùng doanh nghiệp cùng với nhà nước cùng làm. Phú Quốc sẽ tiếp tục đón nhận thêm hàng loạt dự án mới trong năm 2017. Những shop house như thế này góp phần tạo thêm những sản phẩm du lịch cho Phú Quốc. Hạ tầng du lịch hoàn thiện đang giúp định vị Phú Quốc trong bản đồ du lịch của Việt Nam và quốc tế.
Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với một thông tin trong chuỗi các sự kiện văn hóa được gắn với ngày hội Hoa Hướng Dương. Và tối ngày hôm qua 25 tháng 12, chương trình Đêm hội Sắc Xuân Miền Tây đã khai mạc tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Buổi khai mạc đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ. Với sân khấu hoành tráng và hàng trăm nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa nhạc dân tộc và các đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm và là ngày hội của đông đảo người dân miền Tây xứ Nghệ. Năm nay, đêm hội sắc xuân miền Tây được gắn liền với sự kiện ngày hội Hoa Hướng Dương được tổ chức lần đầu tiên tại Nghệ An. Chuỗi các sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến với Nghĩa Đàn, Nghệ An. Việc kết hợp các chuỗi sự kiện đã tạo nên sức hấp dẫn của chương trình và sẽ là điểm nhấn đối với sự phát triển du lịch của Nghệ An trong những năm tới. Hôm nay phải nói là du khách cả nước về với cái rừng Hoa Hướng Dương rất là đông, và cho đến thời điểm này mà nói khẳng định là cái ngày hội Hoa Hướng Dương và đêm hội sắc xuân miền Tây diễn ra năm nay thành công tốt đẹp. Cũng trong ngày 25 tháng 12, nhiều du khách ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã về huyện Nghĩa Đàn để thưởng ngoạn Hoa Hướng Dương với tâm lý hào hứng và phấn khởi. Đồi Hoa Hướng Dương rất chi là đẹp. Hôm nay thì cũng có mặt tại đồi Hoa Hướng Dương thì tôi cũng thấy là rất chi là náo nhiệt. Em thấy rất là vui và rất là đẹp. Thật sự là bất ngờ khi mà lần đầu tiên bước tới đây thì mọi thứ nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó quá là lộng lẫy, nó quá là hoành tráng đi. Ước tính đã có hàng trăm nghìn lượt du khách đến với ngày hội Hoa Hướng Dương. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua trang trại TH cũng vì thế mà bị ùn tắc kéo dài. Các lực lượng chức năng cũng phải tiến hành phân luồng từ xa. Có thể nói, ngày hội Hoa Hướng Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An đã thành công trong việc thu hút du khách đến với ngày hội và đã tạo thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của Nghệ An. Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.